Xin kính chào quý nha sĩ. Hôm nay thì công ty anh và em rất là vui khi được có mặt tại nha khoa Ánh Tuyết để tiếp tục cái chương trình lì xì đầu năm. Sau đây thì chị đây là chị Đào Ánh Tuyết. Xin chị giới thiệu về bản thân một chút được không ạ? Vâng, cảm ơn công ty anh và em đã giúp đỡ mình cái trang thiết bị để điều trị cũng như là khám chữa bệnh cho bệnh nhân được tốt hơn thông qua cái chất lượng điều trị của phòng khám nha khoa Ánh Tuyết. Thì giới thiệu về phòng khám nha khoa Ánh Tuyết thì phòng khám của tôi nằm ở Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, ở khu xã Diêm của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ở đây thì tôi đã làm được rất nhiều các kỹ thuật về nội nha, về phục hình, đặc biệt là về thẩm mỹ và niềng răng. Thế thì được sự hỗ trợ của công ty anh và em trong nhiều năm nay, và đến hôm nay ấy, thì là tôi lại cũng mua một số cái trang thiết bị này để nâng cao cái chất lượng hiệu quả của điều trị, một là một cái máy nội nha và để điều trị tủy răng, và cái tôi mua thêm hai cái tai khoan của hãng Monita. Thì từ trước đến nay sử dụng những cái trang thiết bị của Monita thì tôi thấy rất là hiệu quả, và hôm nay là cái may mắn cho tôi là tôi cũng mua cái hàng đầu năm và các bạn đã đến lì xì cho phòng khám. Thì rất mong là phòng khám hôm nay bốc được cái thăm 500 đô. Vâng, 500 đô ạ. Thì hy vọng là em cũng rất là hy vọng là chị sẽ bốc được cái lì xì 500 đô trong ngày hôm nay ạ. Nhưng mà dù sao thì mình bốc được bao nhiêu thì mình cũng là cái điều may mắn đầu năm của nha khoa mình. Vâng. Thì bây giờ thì em sẽ tiến hành là đây là các cái bốc thăm là cái mệnh giá của lì xì từ 50 đến 500 đô ạ. Đây đồng 500 đô ạ. Hy vọng là lúc nữa thì chị sẽ rút ra cái đồng này ạ. Thì bây giờ thì em và chị sẽ cùng nhau là cho các cái thăm này vào trong các lì xì ạ. Vâng. Ở đây thì các lì xì thì em ở đây là các lì xì trống ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho các cái thăm này vào ạ. Em mời chị cho đồng 500 đô ạ. Cho đồng 500 đô nhá. Vâng ạ. Để chị xem là chị cho cái đồng nào cho nó hợp lý đâu. Tất cả đều như nhau ạ. Như nhau. Vâng. Tất cả các lì xì đều như nhau, nên là chị có thể cho bất kỳ lì xì nào ạ. Nhưng mà cầm ở đây nó run lắm. Run ạ. Vâng. Rồi mình sẽ cho một cái 500 đô. Vâng ạ. Bây giờ thì em sẽ tiến hành cho các cái lì xì, các cái mệnh giá vào trong lì xì ạ. Nhưng mà chị đây là may mắn thôi chứ còn cố tình không được. Vâng, đúng rồi ạ. Khi mà chị bốc lì xì xong thì chị bốc lì xì xong mà nhận được mệnh giá nào thì là chị sẽ nhận luôn tiền đô ở cái số tiền đấy, luôn nhận luôn đô ngày hôm nay luôn. Đây em có mang tiền đô thật luôn ạ. Rồi. Vâng. Ở đây thì có 50 bao ạ. 50 bao lì xì ạ. Thì vì nãy thì em sẽ trải ra để chị chọn ạ. Hy vọng là được 500. Em cũng rất là hy vọng là chị sẽ được người may mắn tiếp theo trong số chuỗi những người rất là may mắn. Anh bây giờ gần năm này chung được rồi thì. Vâng, anh chung được 500 đô rồi ạ. Sáng nay thì chị Tuyết thì hôm nay đã mua đơn hàng là hai tay khoan. Và sáng nay thì chị khi mà lắp tay khoan xong thì chị đã thử luôn tay khoan rồi. Thì không biết là chị cảm thấy sử dụng tay khoan của bên em là thế nào hả chị? Nói chung là tay khoan thế ạ. Mài thì khi mà chị mài thì chị có thấy nó rất là êm. Và mình định vị được cái đường mài của mình nó chuẩn hơn. Vâng. Tôi hài lòng. Vâng. Thank you.
sớm. Cái tên phong bì không cho là chốc chị bốc chị cũng sợ. Ê, chị bốc chị cũng sợ. Đây ạ, lúc nãy để trong lúc em hồi hộp quá em cho là em cho thiếu. Vâng, em run lắm ạ. Lắm ạ. Vâng. Vâng. Xin cảm ơn. Vâng.
và hay là định vị chóp hay là nội nha của bên công ty em thì sẽ được nhận một lần lì xì, một lì xì từ công ty anh em, mệnh giá từ 50 đến 500 đô ạ. Và chị Đào Tiết ở nha khoa Ánh Tiết Thái Bình đã nhận được 500 đô vào ngày hôm nay ạ. Bác sĩ rất là may mắn ạ. Một lần nữa công ty anh em xin chúc mừng bác sĩ ạ. Chúc phòng khám mình ngày càng phát triển ạ. Xin cảm ơn công ty anh của em và xin cảm ơn tất cả các bạn trong công ty đã tạo điều kiện cho tôi, và tôi dùng sản phẩm của anh và em rất hài lòng. Xin cảm ơn.